Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hưng Nhật Bản. Ngày hôm nay thì em xin phép toàn thể các bác lên giới thiệu cho các bác một lô bếp ga Nhật nội địa Nhật. Thì trước mắt các bác đây thì em bày ra rất là nhiều mẫu bếp như mẫu bếp của Haman, rồi dòng của Jinan, rồi dòng của Osaka. Rất là nhiều mẫu bếp để cho các bác và anh em lựa chọn. Thì em sẽ quay chi tiết từng mẫu một để cho các bác và anh em lựa chọn những cái mẫu nào phù hợp với tài chính và phù hợp với cái bếp mà các bác cần mua để bác sử dụng. Vâng, trước đầu tiên thì em xin giới thiệu cho bác một chiếc bếp của nhà Haman. Dòng bếp Haman thì lửa của bếp thì rất là lớn và rất là xanh. Chiếc bếp này thì màu của nó là màu ghi rất là đẹp các bác. Và chức năng của bếp thì nó có chế độ nấu cơm, nấu cháo, hầm xương và có chế độ chiên rán 160, 180 đến 200 độ C và có chế độ nấu nước sôi sau 5 phút và nước sôi sau là tắt luôn và chế độ cắt cảm biến 3S và chế hẹn giờ lò nướng. Và bếp này thì dòng bếp mặt Haman mặt đứng của nó cũng rất là đẹp các bác. Về ngoại thất và hốc vách của bếp thì rất là ok các bác nhá. Kiềng của nó là kiềng chống rỉ, bo lửa của bếp này là bo bằng hợp kim nhôm các bác nhá, hợp kim nhôm. Ti cảm biến là khi mà các bác nấu ở trên nồi mà cạn nước ở nhiệt độ từ 250 độ C đến 250 độ C thì bếp sẽ tự động khóa ga và tự động tắt bếp. Vâng, chiếc bếp này thì bên em cũng bao test tất cả sản phẩm, bên em sẽ bao test luôn cho các bác luôn. Và bếp này thì em sẽ thử luôn cho các bác nhá. Thử ga thì khi dòng bếp này thì sử dụng một đôi pin đại 1.5. Đấy, các bác nhìn thấy lửa của nó cực kỳ là xanh các bác nhá. Đấy, cực kỳ là xanh luôn. Và dòng bếp này thì bên em hiện tại đang bán với giá là 2.700.000 đồng các bác nhá. Được, vâng, mã đầu tiên A1 2.700.000 đồng ạ. Tiếp tục em lên cho các bác mẫu tiếp theo của dòng Jinan S61 các bác nhá. Giờ thì S61 là dòng bếp VIP của nhà Jinan các bác nhá. Mặt của bếp là mặt kính chịu lực chịu nhiệt và đặc biệt hơn nữa thì bo lửa của nó là bo bằng hợp kim nhôm và cái đời này thì nó sử dụng bằng hợp kim nhôm. Kiềng của bếp là kiềng chống rỉ, chống han mòn các bác nhá. Mặt kính viền của bếp rất là đẹp, hồng vách của bếp cho các bác xem. Màu này là màu mận chín các bác, rất là đẹp. Vâng, chiếc bếp này thì có chức năng là nấu cơm, nấu cháo, hầm xương và hẹn giờ bên bếp trái và bên bếp phải các bác. Dòng bếp này là dòng bếp full chức năng các bác nhá. Khi mà nấu cạn nồi thì bếp cũng tự động khóa ga và tự động tắt bếp. Và đặc biệt hơn nữa thì có phím cắt cảm biến 3S, có phím nấu nước, nấu sau 5 phút và nấu sôi 5 phút là tắt đã bếp đã tắt. Và chế độ chiên rán 160, 180 đến 200 độ C các bác. Bếp S61 như này thì nó sử dụng cho bác là lò nướng 2 tầng lửa và phần bên lò nướng thì nó sử dụng cho các bác là phím của bếp là phím điều khiển bằng điện tử phím mềm các bác nhá. Đấy, chế độ nướng thì các bác có thể nướng ở chế độ đồ ăn dày mỏng và nướng tiêu chuẩn thì các bác nướng ở trong cái phần bếp này có chế độ chuyển làn bếp nướng trái phải các bác nhá, rất là đẹp. Vâng, bếp này là bếp sử dụng 2 đồng hồ các bác nhá, có hẹn giờ của bếp trái và bếp phải. Bếp này thì hiện tại cửa hàng em đang chào bán với giá là 5 triệu đồng các bác nhá. 5 triệu đồng một chiếc bếp full chức năng. Bên em có làm lưới chống chuột và tặng kèm một đôi pin. Bảo hành cho bác là 1 năm sử dụng bếp. Hết thời gian bảo hành bên em vẫn hỗ trợ kỹ thuật cho bác chọn đời về bếp. Vâng, chiếc bếp A4 các bác nhá. A4 với giá là 5 triệu đồng. Vâng, bác nào quan tâm thì liên hệ qua số của em nhá. Tiếp tục em lên cho bác một chiếc bếp mặt miền, dòng bếp đa tính năng. Một dòng bếp mặt miền có nhũ kim tín rất là đẹp các bạn. Đấy, các bác nhìn thấy mặt bếp của nó là nhũ ánh kim cực kỳ là đẹp luôn. Bo lửa thì nó sử dụng cho các bác là bo phần lửa bằng hợp kim nhôm với dòng đời cao quá nhá. Chiếc bếp này thì năm sản xuất vào năm 2021 ạ. Hồng vách của bếp rất là đẹp và kiềng bếp là kiềng chống rỉ chống han mòn. Bếp này thì có chức năng hẹn giờ các bác nhá, có chức năng hẹn giờ này. Và Jinan model của bếp là AKG C64AE4 các bác nhá. Vâng, chiếc này thì hẹn giờ và đặc biệt hơn nữa thì có chế độ tăng nhiệt độ 160, 180 đến 200 độ C, có chức năng cắt cảm biến 3S và hẹn giờ lò nướng. Đấy, con này thì lò nướng chỉ có sử dụng cho bác là 1 tầng lửa thôi. Đây, hình con cá là hình lò nướng các bác nhá. Mặt men rất là đẹp, bên này là hẹn giờ của bếp. Vâng, chiếc này thì em đang giao lưu với giá là 4 triệu đồng các bác nhá. Chào bán với giá là 4 triệu đồng bao ship toàn quốc là tặng kèm đôi pin và làm lưới chống chuột. Mã này là mã A. Mã này là A5 các bác nhá. Bếp A5 giá 4 triệu đồng mặt men nhũ kim tín đời rất là cao, đa tính năng các bác nhá. Trong bếp thì các bác nhìn thấy nội thất của nó là bề đều bằng
inox các bác nhá, đều bằng inox. Đấy, rất là đẹp. Tất cả dòng bếp này thì bên em đã bao test rồi các bác nhá. Vâng, giá 4 triệu đồng mà A5 các bác. Các bác cứ mua hàng về đến các bác nhận hàng kiểm tra bếp đúng ok chất lượng thì bác nhận hàng cho em nhá. Vâng, tiếp tục em lên cho các bác mã A6 ạ. Vâng, đi về mã A6 thì chiếc bếp này sử dụng cho các bác là mặt của bếp là màu đen, mặt men rất là đẹp, mặt đứng của Harman. Vâng, chiếc bếp này đã qua sử dụng rồi. Giá thành con này thì nó cũng rất là phù hợp cho các bác và bếp cũng là đơn giản thôi. Có chức năng tự động khóa ga, tự động tắt bếp và có chức năng cắt cảm biến nhiệt 3S. Phím của bếp là phím nhấn các bác nha. Bo lử bằng hợp kim nhôm, kiềng bếp chống rỉ chống han mòn và đặc biệt hơn nữa thì có đường gân chống tràn các bác nha. Rất là ok. Màu xanh mặt trước của nó là màu một trắng ghi. À, vâng, về bếp thì có sẽ có cho bác là một lò nướng nhá, rộng tầm 25 phân. Bếp này thì mã A6 các bác nhá. Giá em bán với giá là 2 triệu 300 nghìn đồng các bác nhá. Giá 2 triệu 300 nghìn đồng mặt men. Đấy, có chức năng tự động khóa ga, tự động tắt bếp, dòng bếp Harman thì các bác nấu cực kỳ là xanh và lửa rất là lớn, nấu rất là nhanh. Đấy, về dòng này thì khi mà nhiệt độ đạt đỉnh đến 200 và đến 250 độ C thì bếp sẽ tự động báo về IC và tự động khóa ga và tự động tắt bếp, rất là an toàn, chống cháy nổ, tiết kiệm cho bác 30 đến 40% ga so với các bác đang sử dụng với những dòng bếp ga truyền thống các bác nhá. Vâng, tiếp tục em lên cho các bác mã A7. Một dòng bếp full chức năng. Con này thì nó trang bị cho các bác là một cặp kiềng inox các bác. Mặt của bếp là mặt kính chịu lực chịu nhiệt và vật phần viền của bếp là viền bằng inox luôn, rất là đẹp các bác nhá. Các bác quan sát bên viền bếp này, rất là đẹp. Vâng, bếp này thì sản xuất vào năm 2014 đầu 2015. Nhưng về chất của bếp thì đang còn rất là đẹp như mới luôn các bác. Hàng lướt các bác nhá, rất là đẹp luôn. Vâng, Osaka. Model của bếp là 210R011. Vâng, chiếc bếp này là chiếc bếp có chức năng hẹn giờ bếp trái, bếp phải và sử dụng hẹn giờ lò nướng. Phím lò nướng bằng phím nhấn điện tử, phím mềm. Đấy, có chức năng nướng cho các bác là chế độ nướng dày, nướng mỏng, nướng tiêu chuẩn và nướng đặt và chế độ chuyển làn nướng ở bên trái bên phải cho các bác tăng to rồi hạ nhỏ, rất là ok. Có chức năng tăng nhiệt độ 160, 180 đến 200 độ C khi mà các bác chín rán đồ ăn và chế độ nấu nước sau 5 phút và nấu nước sôi xong là cắt luôn. Và đặc biệt hơn nữa thì có phím cắt cảm biến 3S được không ạ? Khi các bác sử dụng đến phím cắt 3S thì các bác chín rán ở nhiệt độ nó cao, luôn luôn ở chế độ lớn các bác nhá. Bên trái các bác là có phím nấu cơm, nấu cháo, hầm xương và hẹn giờ bếp. Đấy, cộng trừ. Đấy là phím tăng ra thời gian nướng, thời gian nấu và thời gian nấu các bác. Đấy, vật về bếp này là dòng bếp VIP của Osaka. Và Osaka là cũng là một nhà máy của Jinan cả các bác nhá. Hàng rất là chất luôn. Về phần trong của nội thất của bếp thì cực kỳ là đẹp các bác, gần như là mới, hàng lướt. Giá bếp thì em đang chào bán với giá là 5 triệu đồng một chiếc này các bác nhá. Và kiềng của nó là kiềng inox bo lử bằng hợp kim nhôm các bác nhá. Họng bếp và thân bếp của nó cực kỳ là đẹp rồi. Giá 5 triệu đồng bao ship toàn quốc, tặng kèm một đôi pin và làm lưới chống chuột. Phần sau đây em đang để một cái lưới ở nó đang ngoài nhá. Còn đầy đủ cho các bác. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra bếp đúng chất lượng, test bao test cho em, nhận hàng và hàng của bên em bảo hành 1 năm sử dụng các bác nhá. Hết thời gian bảo hành bên em vẫn hỗ trợ kỹ thuật cho bác luôn. Vâng, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác một chiếc bếp không lò nướng của dòng bếp Jinan. Thì các bác đang thấy rất là nhiều bếp, mẫu bếp toàn là hầu như bên Nhật toàn sử dụng đến bếp có lò nướng. Nhưng ngày hôm nay thì em cho các bác một siêu phẩm về bếp không lò nướng của dòng nhà Jinan các bác nhá. Jinan không lò nướng mặt men. Vâng, chiếc này thì sử dụng cho các bác là bo bằng hợp kim nhôm. Đấy, bo hợp kim nhôm kiềng chống rỉ. Và đặc biệt hơn nữa thì bếp này cũng chỉ có chế độ tự động khóa ga, tự động tắt bếp. Khác biệt cho chiếc bếp này thì nó không có lò nướng ở phần trước các bác ạ. Đấy, phù hợp cho bác nào thích nấu không dù sử dụng đến đồ nướng thì các bác sử dụng cho em cái bếp này. Vâng, giá bếp này em cũng báo nhanh cho các bác luôn. A8 giá 2 triệu 500 nghìn đồng. A8 giá 2 triệu 500 nghìn đồng. Mặt bếp cũng đang còn rất là đẹp như mới luôn các bác nhá. Đang còn cực kỳ là chất lượng luôn. Bên em bảo hành 1 năm sử dụng bếp các bác nhá. Hồng vách của bếp đây các bác nhìn quan sát. Bên em có làm lưới chống chuột rồi. Giá bán là 2 triệu 500.000 đồng. Một chiếc bếp ga của Osaka. Có chức năng tự động khóa ga, tự động tắt bếp, ngọn lửa xanh, tiết kiệm ga. Tiết kiệm rất là rõ ràng khi mà các bác mua cái dòng bếp ga Nhật này về các bác sử dụng. Mà một tháng các bác đã lợi được bao nhiêu tiền ga. Và đặc biệt hơn nữa thì nó cực kỳ là an toàn, chống cháy nổ các bác nhá. A8 2 triệu 500.000 đồng ạ. Vâng, tiếp tục em lên cho các bác một chiếc bếp ga Harman. Dòng bếp mặt kính viền inox của chiếc bếp siêu là đẹp luôn các bác ạ. A9 các bác nhá. A9 siêu đẹp luôn. Dòng bếp này thì rất nhiều các bác đã trải nghiệm và đã sử dụng, cực kỳ là chất lượng luôn. Tuy là dòng bếp này nó không quá cao nhưng mà về cái chất lượng của bếp thì cực kỳ là nó bền và nó siêu bền luôn các bác.
gọi là dòng nồi đồng cối đá luôn các bác nhá. Hackman một ngọn lửa cực kỳ là to, xanh, và đặc biệt hơn ở viền của bếp là viền inox, có chức năng hẹn giờ bếp, trái bếp phải, và chức năng nấu cơm, nấu cháo, hầm xương các bác nhá. Có chức năng cho bác chiên rán 160, 180 đến 200 độ C ạ. Bếp có chức năng cho thêm cho bác là nấu nước này, sau 5 phút và sôi xong là cạn luôn và tắt luôn. Cắt cảm biến 3S đều có các bác nhá, hẹn giờ lò nướng các bác nhá. Bếp này thì sử dụng 2 tầng lửa lò nướng, tầng trên và tầng dưới các bác nhá. Rất là ok, phím của bếp là phím nhấn. Sử dụng cho các bác là một đôi pin đại 1.5, tất cả pin bếp Nhật đều đánh điện bằng áp BIC. Nó đều sử dụng là cục pin 1.5. Khi mua hàng thì bên em có tặng kèm các bác một đôi pin để cho các bác kiểm tra và test hàng luôn các bác nhá. Bếp cực kỳ là đẹp luôn. Giá A9 giá 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng là em bao ship tận nhà cho bác rồi. Các bác cứ liên hệ qua số điện thoại của em là 0909999083 hoặc 0987199311 để các bác đặt hàng. Vâng, tiếp tục em lên cho bác một chiếc bếp ga mặt đá của dòng Paroma. Dòng bếp cực kỳ là đẹp luôn. Nó dạng như dòng bếp khủng long các bác nhá. Cực kỳ là VIP. Vâng, con này là bếp mặt đá viền nhôm các bác nhá. Viền nhôm mua bằng đồng. Đấy, mua bếp bằng đồng nguyên khối, họng bếp đúc các bác nhá. Họng này là họng đúc này, rất là ok các bác. Siêu siêu bền và cực kỳ là châu bò luôn các bác. Siêu sử dụng rất cực kỳ châu bò luôn, siêu bền. Vâng, Paroma có chức năng hẹn giờ bếp trái bếp phải và đặc biệt hơn nữa để có cắt cảm biến 3S đây các bác này. Đây là hẹn giờ bếp trái bếp phải này. Đấy, mặt đây là bếp trái, bếp đây là bếp phải. Và có chức năng tăng nhiệt độ 160 180 đến 200 độ C khi mà các bác chiên rán đồ ăn nhá. Chế độ nấu cơm, nấu cháo, hầm xương, chế độ cắt cảm biến và chế độ hẹn giờ hoạn giờ lò nướng này. Lò nướng thì sử dụng 2 tầng lửa các bác nhá. Đấy, dòng này nó cũng ngang sang bành vừa, nó ngang bằng với những dòng Paroma khủng long các bác nhá, rất là đẹp luôn. Vâng, trọng lượng của bếp khoảng tầm 20 kg, một chiếc bếp ga mặt đá họng đúc các bác nhá, cực kỳ là bền. Vâng, giá này em trao lưu với giá là 4.800.000 đồng các bác nhá. 4.800.000 đồng một chiếc bếp rất là sang trọng và rất là bền bỉ các bác nhá. Lửa xanh, tiết kiệm ga, tự động khóa ga, tự động tắt bếp, một chiếc bếp ga của Paroma. Vâng, bác nào quan tâm đến dòng bếp này thì liên hệ cho em, chụp qua Zalo gửi qua hình ảnh cho em nhé. Vâng, em lên cho các bác một chiếc bếp ga cuối cùng của video ngày hôm nay, một chiếc bếp ga A11, một dòng bếp ga mặt men. Đấy, một dòng bếp ga mặt men có chức năng tự động khóa ga, tự động tắt bếp và phím của bếp là phím nhấn. Đời sản xuất là năm 2022 các bạn, đời rất là cao các bác, hàng dường như dùng lướt luôn. Vâng, con này thì có chức năng cho bác là hẹn giờ 30 phút các bác nhá. Đấy, hẹn giờ 30 phút. Mặt men, vâng, mặt men và bo lửa bằng hợp kim nhôm, có lớp chắn dầu mỡ bên trên đang còn rất là đẹp. Vâng, kiềng này kiềng chống rỉ các bác nhá. Phím nhấn. Giá bán em báo luôn cho các bác luôn để cho các bác không phải chờ đợi đâu. Giá 3 triệu đồng em bao ship toàn quốc, tặng kèm một đôi pin và làm lưới chống chuột mã A11 các bác nhá. Bác nào quan tâm đến dòng bếp ga nội địa Nhật của bên em thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em là 0909999083 hoặc 0987199311. Vâng, bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em xin một đăng ký kênh. Bác nào mà chưa like thì ủng hộ cho em xin một nút like. Vâng, em xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi cái buổi cái video của em. Bác nào mà lựa chọn bếp thì các bác cứ chụp qua Zalo gửi qua hình ảnh bếp cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau ạ.